Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt, thời tiết ở Đức đang rất mát mẻ. Nhưng nó sẽ không còn quá mát nữa nếu như bạn gặp những chiếc xe Porsche tại bảo tàng Porsche. Vừa rồi thì tôi có vừa lườm qua rất nhanh, định tìm những cái kiểu như Boxster gì gì đấy mà chả thấy đâu. Ở đây toàn thấy 911 rồi. Anh em bên Đức toàn thấy 911. Nhưng mà ở bên này nhá, ở bên này các bạn sẽ, nếu như sang bên này, cơ hội sở hữu những chiếc xe Porsche có lẽ là sẽ dễ hơn rất nhiều. Vậy thì các bạn hãy xem giá của những chiếc xe này nhá. Chút nữa tôi sẽ vào phía bên trong phần trưng bày showroom sẽ cho các bạn xem. Ở bên này thì cũng có thể khoảng hơn 100.000 oi là có thể mua được sở hữu chiếc xe Porsche rồi. Đấy. 911 nhiều như lợn con này, mui cứng, mui mềm này, Carrera này, S4S này, đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Ôi, một chiếc 718. 718 này thì ở Việt Nam khá là phổ biến, nhưng mà 911 thì là không nhiều, bởi vì 911 nó đắt. Bạn mua vé cả năm 32 đồng. Bạn mua vé cả năm 32 đồng. Đấy. Khu vực mua vé đây nha các bạn. 8 oi cho người lớn và 5 oi cho trẻ em. 4 oi cho trẻ em. Đấy. Dưới 14 tuổi miễn phí, và mua 32 oi thì là chọn năm. Đây, cứ ưu tiên thời gian thôi. Sau khi đấy thì mình sẽ nhận một cái Panagai để nghe hướng dẫn. Tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng chưa có tiếng Việt. Đây là cụ tổ của Post đây à? Đấy, cụ tổ của Post này. Hôm trước thì vào bảo tàng Mẹc á, thì mọi chiếc xe đều bắt đầu từ gỗ, gỗ làm bánh, gỗ làm táp lô, gỗ làm khung xe, gỗ làm đủ thứ. Sau đấy đến kỷ nguyên của sắt, sau đấy đến kỷ nguyên của nhôm, carbon, vân 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 theo quá trình tiến hóa. Wow. Đấy, cụ tổ của Porsche các bạn có thể thấy này. Khác gì chiếc xe ngựa ngày nay không? Không khác gì lắm. Không khác gì. Đẹp nhờ, nói chung là cái không gian rất là nhỏ. Đây là những chiếc xe đã từng tham dự các cái giải đua, có những cái số hiệu này. Porsche Spyder 550 năm 1954. Mid Engine Sport Car. Đấy, 1954. Đã dùng chiếc xe này để đua với động cơ đặt giữa, và thân xe là bằng nhôm. 1954 rồi đã có thân xe bằng nhôm rồi. Bảo sao những chiếc xe Porsche bây giờ với những cái công nghệ quá gọi là tiên tiến và thường sẽ đi trước. Đẹp quá nhỉ. Mình đi lên này thoải mái đúng không bạn? Thoải mái đúng không? Ở đây, lối đi đây mà. Đấy, 718 Former 2. Này, nói chung là quý tộc là phải có gen. Tất cả những xe Porsche đều mang gen quý tộc. Thì từ cái thời ơ kìa, chiếc này là 1960. Và những năm đầu 1960 này. Bốn xi lanh. Đây, tức là cái giải đua, cái luật lệ của giải đua là cho những cái xe mà open wheel đấy, những bánh nằm không trong vòng bánh nữa đấy. Và chiếc này cũng đã giành chức vô địch vào năm 1961. Đây là khu vực trưng bày tất cả những chiếc xe Porsche đời cổ. Cổ nhưng mà lại càng đắt tiền. 718 RS Spider. Tất cả những chiếc xe này là không còn giá nữa, bởi vì bây giờ nó trở thành vô giá.
Các bạn có thể ngắm nhìn Porsche 904 Carrera GTS năm 1964. Và một chiếc siêu xe trên những cánh đồng. Đây ạ. Chiếc máy kéo. Ở bên này lại còn có cả chiếc xe quân sự nữa này. Đây, chiếc 911 Coupe 2.0. Động cơ boxer 6 xi lanh nhưng mà dung tích 2.0. Rồi. Và 911 Targa này, những mẫu xe Targa bây giờ đấy, nó vẫn giữ được những cái gen kiểu như những cái lắp đằng sau là bằng kính, rồi vân 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 vân, lấy cảm hứng từ những chiếc phi thuyền. Thực ra về thiết kế xe hơi bây giờ thì bằng ngôn ngữ marketing chúng ta làm nên những cái câu chuyện quá là hay. Nhưng nếu mà xét thì về bản chất thì có thể là những chiếc xe này, có những chiếc xe sinh ra nhầm thời nữa chứ. Không tồn tại được trong những năm 50, 60 chẳng hạn, thì bây giờ hồi sinh nó đã trở thành một cái câu chuyện rất huyền thoại. Nghệ thuật, phải nói là nghệ thuật rất đỉnh cao. Và đây là chiếc 917 này, được trưng bày ở Geneva Motor Show vào tháng 3 năm 1969 và sau đấy là ở Frankfurt Motor Show. Ở Đức như cái Frankfurt Motor Show chúng tôi tham dự năm nay, nhưng mà nó là ở quá khứ 1969. Và đã giành chiến thắng ở cái giải đua Le Mans năm 1970. Rất dị. Cuộc chiến của những chiếc xe đua là gì? Là những khối động cơ siêu mạnh mẽ, khí động học. Các bạn có thể thấy nguyên cả cái xe chỉ có động cơ. Và thực ra ở trên tất cả những chiếc xe mà thể thao ấy, nó phải làm mọi thứ nhẹ đi. Có những cái xe cái trục các đăng, nó làm trục các đăng carbon. Đó, carbon. Carbon ăn nhau chỗ đấy. Sau đấy khí động học nó đè cái xe xuống. Đủ thứ. Thực ra có quá nhiều những chiếc xe mà đúng là lần đầu tiên mình mới thấy. 917 Spider. Các bạn có thể xem 16 xi lanh. 16 xi lanh nhá. Đây, 16 xi lanh. Kinh khủng. Đạp phát đi mấy bát phở bạn ạ. Đạp phát là đi mấy bát phở luôn. Ở đây là trưng bày các cái dòng xe tham gia cái giải đua Le Mans, toàn cái dòng 917. Đây. Chiếc xe này là tham dự giải đua Le Mans năm 1971. Và tiếp theo là những chiếc xe năm 1975 tham dự các cái giải đua Le Mans. Động cơ nó gọi là siêu to khổng lồ.
Cánh lướt gió. Thực ra mình nghĩ đây là một chiếc phi thuyền thì đúng hơn. Và chắc chắn rồi những chiếc xe này đều được trải qua những cái cuộc thử nghiệm và những cái cuộc thi đấu. Xem ai là nhanh nhất tại cái trường đua Nürburgring, một trường đua quá nổi tiếng tại Đức. Đây, ở đây là một chiếc xe 917 Spider mà. Các bạn có thể thấy cái cấu trúc khung gầm thân xe của nó. Đấy. Theo cấu trúc dạng không gian này. Gầm xe này, đấy khi bóc lột trần ra thì cũng toàn sắt thép. Và những chiếc xe này đã giành không biết bao nhiêu giải thưởng và tạo nên những cái câu chuyện huyền thoại cho Porsche. Lốp xe, động cơ đấy. Chỉ có khung, động cơ, lốp. Chiếc này đã giành giải thưởng World Sport Car Championship vào năm 70 và 71. Động cơ V8, góc 180 độ và biturbo. Và với những chiếc xe thể thao ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái khí động học. Đây, ở đây có một cái khu vực để xem cái khí động học đấy, cái luồng khí của xe này. Đấy, rất rõ nhá. Đây, hãy nhìn kỹ, hãy nhìn kỹ. Hãy nhìn kỹ. Đấy, cái đường đi của khí động học. Và cái phần cánh này để tạo cái lực downforce. Có rõ không ạ? Cái này hay này. Thực ra cuộc chơi của xe đua vẫn là cuộc chơi của động cơ và khí động học mà. Porsche 911 Carrera RS Turbo năm 1974. 1974 đã đẹp như thế này rồi không? Thế mà sao bây giờ Porsche lúc nào nó chả đẹp? Bởi vì họ đi trước thời đại mà. Động cơ boxer 6 xi lanh turbo. Và chiếc này cũng là lần đầu tiên tham dự cái giải đua Le Mans. Thực ra tất cả các cái cuộc đua tham dự để nhằm mang lại những cái cải tiến về kỹ thuật, khoa học kỹ thuật công nghệ. Từ đó ứng dụng vào những chiếc xe thương mại. Mẫu 917 Living Legend. Nhìn thấy đường nét thôi là đã thấy là khí động học nó kinh hoàng rồi. Đó. Tốc độ hơn 300 km/h, động cơ biturbo 8 xi lanh. Biturbo 8 xi lanh 5.0. Năm 2013. Và công suất đầu ra có thể lên tới 1.000, hơn 1.000 mã lực. Không thể tin nổi. Ui, sao nhìn cái đường này nó kinh khủng như thế này nhỉ? Có cần thiết là phải đẹp như thế này không? Tiếp theo Carrera. Carrera đời tống 911 turbo. Đến cái thời kỳ này thì những cái động cơ đã phải nhỏ đi rồi, do về gặp vấn đề về nhiên liệu rồi tiêu chuẩn khí thải. Có thể nói là 911 nó là quá huyền thoại rồi. Mọi chiếc xe thiết kế của Porsche bây giờ đều 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 phải
theo cái tiêu chí của 911, kể cả dòng xe thể thao, kể cả dòng xe crossover hay SUV gầm cao. Có những chiếc 924 này, nó đã sinh ra và cũng sẽ không một lần, và bây giờ cũng không gặp lại nữa. Đó, và phía bên trái đây là những chiếc xe tham dự các cái giải đua rally. Turbo 911, mọi chiếc xe của Porsche đều lấy cảm hứng từ 911. Bởi vì đơn giản 911 nó là mang những cái đặc tính, những cái gen của Porsche một cách rõ ràng nhất. Và khi mà cái gen đã tốt rồi, sự thành công được mến mộ rồi, được yêu mến rồi, thành công đã được chứng tỏ rồi, thì ta sẽ dựa trên nền tảng đó phát triển lên. Những chiếc xe của Porsche tham dự cái giải đua, các cái giải đua rally, ví dụ như đây là chiếc xe này là 961. Và hầu hết những chiếc xe được trưng bày ở đây đều giành những cái giải thưởng danh giá qua các cái giải đua. 928, 924, chiếc xe màu ở đồng này. GTS Rally tham dự cái giải đua rally tại Đức. Và có những chiếc xe này tham dự nhiều cái giải đua rally trên thế giới. Tất cả những cái khu vực trưng bày của Porsche này đều trưng bày theo thời gian, tăng dần, giảm dần, chúng ta có thể theo dõi. Và đây là khu vực trưng bày coupe. Đấy. Quá nhiều coupe. Ô, mà coupe này đẹp thế. Ước gì Việt Nam có các giải đua. Việt Nam bây giờ bắt đầu mới rộ lên phong trào, bắt đầu học đua. Đấy, bắt đầu anh em yêu nghề là tự ấy thôi. Sợ thật. Trăm năm trước người ta đã 911 Carrera đó. Cái tỷ lệ 911 ở trong cái bảo tàng này nó là quá nhiều. Như vậy là có thể thấy rõ ràng là cái gen 911 là cái gen quá tốt. Đó là chúng ta phải là 911 GT2. Rất đơn giản thôi. Các phiên bản xe nào cũng vậy. Cao cấp nhất, xịn sò nhất, dành cho những người đam mê tốc độ thì sẽ đua được. Sau đấy vừa đua vừa đi được ngoài đường ở cấp độ cao, vừa đua được vừa đi đường ở cấp độ thấp hơn, vừa đua được vừa đi được ngoài đường dễ dàng êm ái ở cấp độ thấp hơn nữa. Và những chiếc xe lại thường là cũng chỉ dùng để đi ngoài đường là chính, còn thi thoảng bốc lên thì chuyển sang sport, sport plus. Đó, thì các cấp độ xe thường phân như vậy, và các trang bị xe cũng sẽ được trang bị như vậy. Với Porsche mà để phân biệt các cái version của xe thì cũng mất rất nhiều thời gian, bởi vì những chiếc xe của Porsche ấy, là bán theo tính cá nhân hóa rất nhiều. Và có hàng triệu các cái đơn đặt hàng. Chính vì vậy việc bán xe theo kiểu trang bị cá nhân hóa rất khó. Thực sự là vậy, rất khó. Và cái dây chuyền lắp ráp thì đáp ứng được thì cũng không hề đơn giản đâu. Sang khu vực này thì những chiếc xe hiện đại hơn. Carrera 4 này, màu vàng rất đẹp. Ủa ôi. Hả? Carrera GT này. Con này hôm trước xem trong Moto World nó bán, có những con cổ nó bán đâu gần 1 triệu oi ấy. Nhìn cái động cơ nó đặt này. Đó, đúng rồi. Nó phải có cái giá trị gọi là về mặt thời gian, về mặt thành tích. Này, khoang nhá. Già ra thì xịn rồi, nhưng mà khoang nó toàn carbon này. Đẹp quá. Rồi, đường nét của nó. Nó chỉ có 1.270 sản phẩm thôi. Dòng này này.
Bảo sao bây giờ đưa vào hàng xưa nay hiếm. Đã là xưa nay hiếm thì sẽ là đắt. Đẹp nhờ. Ôi. Con này phải đấu với cả dòng các kiểu như Ferrari các kiểu. 911 GT3. Những chiếc cánh siêu to khổng lồ. Những chiếc xe đua thực sự ấy thì sẽ có cánh lướt gió. Ngoài những cái điểm rất dễ nhận ở ngoài thì ở trong này có hệ thống khung gầm chống lật. Đó. Thì đây là những chiếc xe đua thực sự. Còn giảm một cấp độ là cũng có khung gầm nhưng mà ở trong ngồi nó phải mát mẻ, êm ái, điều hòa đầy đủ. Da gỗ có thì nó lại ở mức thấp hơn để chúng ta còn đi ngoài đường cuối tuần đưa vào đua thì lại rẻ hơn. Nói chung là vào bảo tàng thì toàn xem thành tích thôi. Vào bảo tàng Porsche xem thành tích thôi. Hầu hết là các cái dòng xe đua. 911 GT3. GT3R rồi là GT4. Quá nhiều. Trên các diễn đàn về thảo luận về các cái dòng xe Porsche, kể cả trên thế giới cũng vậy, cái việc phân loại các cái dòng xe cũng là một cái câu chuyện rất là vui. Đây, Porsche RSR đây, 911 RSR, cánh lướt gió trên và cái vùng để tạo cái luồng khí phía dưới này, đấy, hướng luồng khí phía dưới này, nó là đây ạ. Cuộc chơi của những chiếc xe đua là cuộc chơi của khí động học. Xe này hình như giữ nguyên hiện trạng là từ trường đua sau vào hay sao ấy. Thôi, toàn xe đua thôi, bây giờ ngắm xe thương mại nhá. Porsche Panamera. Đây, mẫu xe đặc trưng đậm chất thương mại này của Porsche này. Và cũng rất thành công của Porsche. Tại Việt Nam, Panamera cũng rất được ưa chuộng. Và bên này là 918 Spider. 918 Spider. Siêu đẹp. Siêu đẹp về cả thiết kế và về cả công nghệ, bởi vì mẫu xe này là hybrid, được giới thiệu tại triển lãm ô tô quốc tế IAA Frankfurt. 918 Spider này được ra mắt vào năm 2013. Đấy. Các bạn thấy không? Tất cả những chiếc xe của Porsche đều thể hiện một cái đẳng cấp, một chiếc xe thể thao sang trọng. Rồi. Macan GTS, Macan này cũng là một mẫu xe được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam và có thể thiết kế rất đẹp. Nói chung chạy những cái dòng Macan này trên những cái đường núi ấy thì chẳng thấy là núi nó cao tí nào cả. Các dòng Porsche nói chung đều vậy. Đây, chiếc Missionaire đây. Xe điện của Porsche. Từ xe xăng, xe hybrid đến xe điện, tất cả đều có thiết kế rất đẹp. Chính lấy cảm hứng từ chiếc xe Missionaire này mà trong cái triển lãm Frankfurt Motor Show vừa rồi là sự ra mắt hoành tráng của mẫu Taycan. Và chúng tôi cũng đã có một cái video giới thiệu rất nhanh tới các bạn những chiếc xe về sạch. Không chỉ động cơ sạch mà ngay cả vật liệu sử dụng trong xe cũng sạch. Bởi vì đơn giản, những chiếc ghế họ có thể làm từ những cái lưới đánh cá. Và những cái vật liệu nhựa có thể tái chế, nhựa, vải, vân vân có thể tái chế được. Đấy, mời anh em ngắm các cái dòng xe mới. 911. À, 911 Turbo, GT2, GT3, GT4. Sau này mình có tiền mình mua hẳn một cái là GT0 đi cho nó oách.
Rồi, chiếc Porsche Carrera thứ 1 triệu. Đấy, kỷ niệm. Dấu đặt dấu mốc 1 triệu chiếc xe Carrera. Được lắp ráp trên dây chuyền. Màu xanh rất đẹp mắt.